10 điều có thể bạn chưa biết về SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan. Rolls-Royce Cullinan không chỉ là chiếc SUV đầu tiên từ Rolls-Royce mà nó còn đánh dấu sự thay đổi sâu sắc trong phong cách thiết kế của hãng xe Anh Quốc. Tên xe được đặt theo viên kim cương khổng lồ. Rolls-Royce Cullinan lấy theo tên viên kim cương khổng lồ của Nam Phi. Cullinan là viên kim cương lớn nhất thế giới từng được phát hiện, trọng lượng thô 3.106 carat tìm thấy năm 1950 tại vùng Cullinan, châu Phi. Viên kim cương được đặt theo tên chủ khai thác mỏ Thomas Cullinan. Viên kim cương Cullinan được dùng làm quà tặng mừng sinh nhật 66 tuổi cho vua King Edward và hiện được đính trên vương miện của nước Anh. Cũng như viên kim cương, Cullinan là mẫu Rolls-Royce lớn nhất từ trước tới nay, trang bị nhiều công nghệ hiện đại. Khung gầm mới sử dụng chung với Phantom 8. Cullinan sử dụng nền tảng Architecture of Luxury với khung gầm hoàn toàn bằng nhôm. Đây có thể nói là công nghệ cực kỳ đắt tiền trong tất cả các mẫu xe của Rolls-Royce. Cullinan chia sẻ nền tảng này với Rolls-Royce Phantom thế hệ mới nhất. Kể từ nay trở đi, các mẫu xe Rolls-Royce mới đều sử dụng nền tảng này. Dòng SUV duy nhất dùng cửa nghịch. Rolls-Royce Cullinan là mẫu SUV duy nhất trên thị trường hiện nay dùng cửa mở ngược, đặc trưng của tất cả các dòng xe Rolls-Royce. SUV 3 khoang. Thiết kế bên ngoài của Cullinan vẫn là loại 2 khoang, bao gồm khoang hành khách và khoang động cơ truyền thống. Nhưng bước tường kính ngăn giữa khoang hành lý và khoang hành khách giúp tách biệt không gian hai bên, biến chiếc xe Rolls-Royce Cullinan thành dòng SUV 3 khoang thực thụ đầu tiên trên thị trường. Cullinan sở hữu nội thất xa xỉ bậc nhất hiện nay. Do là mẫu SUV đầu tiên của Rolls-Royce nên nội thất của Cullinan được chăm chút tỉ mỉ theo tiêu chuẩn cao cấp với chất liệu da, gỗ cao cấp và không gian sang trọng, rộng rãi. Ghế ngồi có thể sắp xếp theo kiểu quầy bar hoặc thông thường cho 4 người. Vâng, thưa anh em, xe siêu sang là vậy, các vật liệu và tính năng rất độc đáo và vô cùng đắt tiền. Dòng Rolls-Royce hiện đại nhất từng được sản xuất. Cullinan là chiếc Rolls-Royce được trang bị nhiều công nghệ tiên tiến nhất. Lần đầu tiên, một chiếc Rolls-Royce có màn hình hiển thị trung tâm điều khiển cảm ứng. Xe có hệ thống hỗ trợ quan sát đêm với khả năng phát hiện người, động vật, kiểm soát hành trình chủ động, vân vân. Phát wifi, hệ thống cảnh báo va chạm và 5 cổng USB được bố trí rải rác khắp cabin cùng với đế sạc không dây tiện lợi. Lo nghĩ cho quần của hành khách. Các kỹ sư đã thiết kế sao cho sàn xe Cullinan hạ xuống 50mm mỗi khi cửa được mở ra để giúp hành khách dễ ra vào, đồng thời tránh để gấu quần hành khách bị quệt vào cửa, gây bẩn sau những hành trình xa bụi bặm. Hệ thống cửa trên xe cũng được thiết kế để ôm xuống tận dưới thân xe để khi mở cửa ra sẽ kéo bụi bẩn, bùn đất ra cùng. Wow, quá tuyệt vời! Hệ thống dẫn động 2 cầu. Cullinan là chiếc Rolls-Royce đầu tiên dùng cơ chế dẫn động 4 bánh toàn thời gian thay cho dẫn động cầu sau trên các mẫu xe trước đây. Hệ thống này liên kết chặt chẽ với hệ thống treo khí nén tự động điều chỉnh độ cao được Rolls-Royce cân chỉnh riêng cho chế độ off-road hoặc chạy trên đường thông thường. Cullinan có khả năng off-road vô cùng ấn tượng. Xe được trang bị động cơ V12 tăng áp kép dung tích 6,75 lít, có công suất 563 mã lực và mô men xoắn cực đại 850 Nm. Những chỉ số siêu khủng của mẫu xe siêu sang này thật là ấn tượng. Rolls-Royce tuyên bố Cullinan là mẫu SUV siêu sang có khả năng lội nước tốt nhất trên thế giới ở mức 540mm. Sự ra đời của Cullinan đánh dấu sự thay đổi sâu sắc trong thiết kế của Rolls-Royce. Cullinan có nội thất sang trọng bậc nhất cùng nhiều công nghệ hỗ trợ hiện đại xứng tầm.